Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên màn hình của quý vị và các bạn là hiệp 2 giữa hai đội Real Toma và FC Kizuna. Ở hiệp 1 vừa rồi, 30 phút tranh đấu thì tỷ số đang nghiêng về 3-2 nghiêng về phía FC Real Toma. Trong 30 phút vừa rồi, người có lẽ là được nhắc tên nhiều nhất là cầu thủ Duy Hoàng và Quý Dương, hai hàng công bên FC Real Toma, và phối hợp khá nhịp nhàng của các cầu thủ bên Kizuna. Rất may không có tình huống nguy xảy ra. Vừa rồi trong hiệp 1, xin lỗi quý vị và các bạn là đường truyền internet của chúng tôi bị gặp trục trặc nên những phút cuối không thể kết nối đến cho quý vị và các bạn. Sau thời gian nghỉ giải lao thì sự cố đã được khắc phục. Đội bạn đang phản công. Rất may người lùi về hỗ trợ cho thủ môn Minh Tân là Van In đã có pha gỡ bóng khá nhịp nhàng. Văn Trang định kính. Bóng vẫn đầu chân cầu thủ Kizuna. Và trả bóng vừa rồi là định kính. Ở trận đấu thứ hai này, FC Real Toma bảo vệ cầu môn bên phía tay phải màn hình và FC Kizuna bảo vệ cầu môn bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Và bằng lên rất nhanh của cầu thủ áo số 2 bên FC Kizuna. Tình kinh. Minh Phương. Bóng đã đang trong chân cầu thủ Kizuna. Tình huống nguy hiểm. Nguy hiểm nào. Rất may chưa có bàn thắng xảy ra. Và băng lên phối hợp nhịp nhàng trên hàng công của FC Kizuna. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiệp 1 vừa qua là Duy Hoàng, có lẽ thể lực đã sung sức nên anh ngồi ngoài hàng ghế dự bị. Thay cho vị trí của anh là Văn Hiền, một cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo FC Real Toma. Cho Toma. Sân chơi nên có lẽ vừa rồi Văn Hiền đã bị trượt chân. Cầu thủ áo số 2 băng lên. Sở hữu một thân hình không cao thế nhưng những bước chân của anh chạy khá nhanh. Văn Trang. Đình Tùng. Đã ra dấu. Spin dành cho Kizuna. Và sút bóng lên khá xa. Và vẫy bóng má ngoài của Văn Trang. Đình Kính. Văn Hiền. Đình Tùng. Chéo bóng vào cho Quý Dương. Khá đẹp nào, có bóng đập chân rồi Hiền ơi. Không được. Vào rồi. Real
ở hiệp 1, các cầu thủ Real Roma để cho Kizuna dẫn trước với cách biệt là 2 bàn. Thế nhưng với tinh thần thép và ý chí vững vàng, cho đến bây giờ Real Roma đang dẫn trước 4-2. Đình kinh, chỉ bóng cho Quý Dương, bóng đã ra ngoài. Bàn chạm sút xa. Thủ môn bên phía AFC Kizuna tỏ ra rất chắc chắn trong những tình huống cố định. Đình Tùng không được, liên tục là những pha đưa bóng lên một cách thăng hoa của các cầu thủ bên Real Roma. Dường như họ đang vít lên những khúc ca trong trận đấu. Văn Trang chuyền bóng vào cho Văn Hiền, không được, bóng không đến đúng địa chỉ. Tuy đang bị dẫn trước nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ bên Kizuna vẫn luôn rất tập trung. Họ luôn triển khai những đường bóng dài và nhịp nhàng băng lên một cách khá bất ngờ. Bóng đang chạm chân Kizuna, đội bàn phản công. Đến nay người vừa giải nguy vừa rồi là Văn Phương, xin lỗi là Minh Phương. Tinh thần của cầu thủ bên Kizuna, Real Roma đang rất hưng phấn. Trong bóng đá thì tinh thần luôn là một yếu tố rất quan trọng nhằm giữ nhịp của trận đấu. Thay người bên phía FC Real Roma, Thế Quốc là người vào thay cho Minh Phương. Đình Kinh, xin lỗi, đấy là Thế Quốc, người mới vào thay từ ghế dự bị. Văn Hiền không được, Văn Trang. Thế Quốc là người đã cứu nguy. Phạt góc dành cho Kizuna, xin lỗi là Spin. Trận đấu đang trôi ở phút thứ 8 của hiệp 2 và tỷ số đang là 4-2 nghiêng về Real Roma. Đình Tùng, một pha đón bóng khá của Văn Hiền. Đình Tùng tỏ ra khá tiếc nuối và không hài lòng. Bên đây màn hình của quý vị và các bạn là các cầu thủ thuộc biên chế U23 Real Roma chuẩn bị đá SEA Games. Đình Tùng chạm bóng vào, đường truyền là khá bóng, phải nói là khá bóng chứ không phải là khá bánh. Trần Kinh
kia mấy khâu rồi ra. Làm điều ấy. Lúc nãy. Lúc nãy không đều. Bên đây bên đối diện màn hình của các bạn là trận đấu cùng giờ giữa FC Real Roma, xin lỗi là U23 Real Roma gặp FC Hinode. Trận đấu vẫn đang là không đều. Phạt góc dành cho FC Kizuna. Bạn Trang là người đang hô hào quan sát trận đấu và nắm bắt được chiến thuật tốt nhất có lẽ là Văn Trang. Đình Tùng, Quý Dương, vẫn là Đình Tùng và ngã không đâu vào đâu. Bóng này đập chân của Đình Tùng, Văn Trang, Văn Hiền, Văn Trang trả lại cho Văn Hiền. Cặp đôi Trần Huỳnh Trang. Thế Quốc, Văn Trang, Đình Kính, Quý Dương. Chuyển bóng cho Đình Tùng, Tùng ơi! Một pha phối hợp rất nhịp nhàng bài bản. Có lẽ các cầu thủ Tobama đã nắm được điểm yếu của cầu thủ bên kia này. Thế Quốc, Văn Hiền đóng nào. Pha đóng khá nhẹ. Văn Hiền tại vẫn tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống có bóng. Có lẽ nếu tận dụng tốt những tình huống thì tỷ số bây giờ sẽ là còn đậm hơn nữa. Văn Trang không được. Thế Quốc à, qua người rất tốt của Thế Quốc. Vừa mới khen xong thì anh lại trả bóng cho đôi bạn. Thế Quốc chuyển bóng cho Quý Dương. Văn Hiền vào đâu. Trời ơi. Văn Hiền có lẽ là một cái tên mà tôi nhắc nhiều nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Thế nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi. Đình Kính. Văn Dân, đội trưởng bên Kizuna. Quý Dương đã lấy được bóng. Đình Tùng chuyền bóng cho bạn đi, có vào hay không? Không. Các cầu thủ Kizuna đang phản công.
chắn cầu thủ áo số 7 bên Kizuna đã bị đau. Trận đấu đang tiếp tục diễn ra. Kizuna đang phản công. Tình huống bài bản. Tình huống nguy hiểm. Rất may. Kính. Và sau Kim chuyền bóng cho đội bạn. Và trận tôi quan sát được thì Quý Dương đã rời sân nhường chỗ cho Văn Hùng. Và bắn bóng khá mạnh của cầu thủ Văn Hiền. Bóng đang nằm bên sân Kizuna. Đội bàn phản công. Bóng đã đi hết vạch biên. Đình Kính. Và đóng bóng đúng vào đội trưởng Kizuna của Đình Kính. Văn Hùng. Đội bàn phản công. Bóng cho cầu thủ số 7. Rất may cầu thủ áo số 7 lựa chọn phương hướng là chuyền bóng không đóng thẳng. Rồi đã quan sát thấy một khoảng trống bên phía tay phải cầu hồn của Real Tomama. Hà Nội. Phút thứ 17 của hiệp 2 và tỷ số đang là 5-2 nghiêng về phía các cầu thủ Real Tomama. Dẫn trước hai bàn thắng đầu tiên. Thế nhưng như tôi đã nói là với tinh thần thép và ý chí vững vàng, các cầu thủ Real Tomama đã lấy lại được tinh thần và đang dẫn trước là 5-2. Văn Trạng là người vừa cản được đường bóng bay lên của Kizuna. Văn Hiền. Văn Trang. Chuyền bóng lên cho Xuân Huy. Huy ơi. Xuân Huy. Văn Trang. Đình Tùng. Thế Quốc. Đình Tùng. Chuyền bóng vào cho đi. Bóng đi ngang vào đúng tầm người của Xuân Huy, cho nên lực vung chân của anh không thể chạm vào bóng được. Góc dành cho Real Tomama. Bóng vẫn
sang bên phần sân của Vizena. Đình Tùng đưa bóng vào. Không được rồi. Xuân Huy. Rồi bàn phản công. Tình huống nguy hiểm. Rất may Văn Hùng là người đã kịp thời lùi về cứu nguy cho Real Madrid. Mà một phần ba thời gian của đấu thứ hai đã trôi qua. Văn Trang. Văn Hiền. Văn Trang đưa bóng lên cho Xuân Huy. Văn Trang. Không được. Nhịp độ trận đấu đã được đẩy xuống với những phút cuối của hiệp 2. Thể lực của các cầu thủ hai bên đã sung sức. Một pha đóng bóng khá đẹp của Văn Huy, xin lỗi là Xuân Huy. Thế nhưng thủ môn bên Kizuna tỏ ra rất xuất sắc. Xuất sắc. Thế quốc, một hậu vệ của Real Madrid, người con của những đường truyền quyết định. Lực sút là rất căng và bóng đi tầm thấp. Có lẽ những tầm thấp như vậy là điểm yếu của thủ môn bên Kizuna. Tỷ số đang là 6-2. Văn Hùng. Văn Trang. Văn Hiền. Văn Hiền sút xa. Không được. Đến bây giờ rất nhiều cơ hội, thế nhưng Văn Hiền vẫn chưa tìm kiếm cho mình được một bàn thắng cá nhân. Văn Hiền. Không được rồi. Văn Hiền, không được. Phạt góc cho Real Madrid. Văn Hùng đưa bóng vào, không được. Một đội bạn ném bóng lên. Kizuna phản công. Và sút bóng là khá bóng. Xuân Huy. Bóng vẫn đang trong chân đội bạn. Văn Hùng đã lấy lại bóng. Chuyển bóng cho Văn Hiền. Xuân Huy. Đình Tùng. Bắn bóng, không được. Bóng bay vào đúng cầu thủ áo số 20 bên Kizuna. Góc dành cho Real Obama. Sút xa. Chưa có bàn thắng dành cho cá nhân Văn Hiền.
cầu thủ áo số 10 bên Real Tomama. Thì đang dẫn trước khá đậm, thế nhưng Real Tomama vẫn rất chắc chắn. Văn Hiên chơi. Bóng đang trong chân Kizuna. Bàn thắng công. Kizuna đang rất khát những bàn thắng mới sau pha dẫn đầu 2-0 của hiệp 1, thì đến bây giờ họ vẫn chưa tìm được một bàn thắng nào. Đình Dung trước một đối thủ sừng sỏ là Real Tomama, với một đường lối triển khai bài bản nhịp nhàng và một hàng thủ chắc chắn. Xuân Huy và trên khán đài, xin chào các bạn đã thấy những bóng hồng rất xinh xắn. Tỷ số, xin lỗi, thời gian của trận đấu sắp khép lại, phút thứ 2.